Chào các em, hôm nay chúng ta lại cùng nhau học tiếng Nga lớp 7. Phần 1, nói về hậu quả. Chúng ta có đoạn đối thoại. Шура, твой брат хорошо знает природу. Từ mới, природа. Природа, đó là thiên nhiên. Шура, anh trai cậu có biết rõ về thiên nhiên không? Ở đây, chúng ta nhìn thấy природа ở cách 4 là природу, A chuyển thành U. Bởi vì nó làm bổ ngữ trực tiếp cho động từ знает. Да, мой брат очень много читает, поэтому он много знает о ней. Có, anh trai tớ đọc rất nhiều, cho nên là anh ấy biết rất rõ về nó, tức là về thiên nhiên. Chúng ta đã cùng nhau xem xong đoạn đối thoại thứ nhất. Chúng ta cùng chuyển sang bức hình thứ hai. Ở đây, nói về hậu quả. Mẫu câu của chúng ta: Ван не читал дома текст. Ван không đọc bài đọc ở nhà. Он плохо ответил на уроке. Cho nên là nó đã trả lời rất không tốt ở trong giờ học. Chúng ta ghép hai câu đơn này, tức là hai câu đơn thành một câu phức hợp với liên từ поэтому. Bởi vậy, Ван не читал дома текст. Поэтому он плохо ответил на уроке. Ван là không đọc bài ở nhà. Bởi vậy, anh ta trả lời ở trên lớp không tốt. Chúng ta cùng xem mẫu câu thứ nhất. Миша потерял ручку. Động từ потерять đó là đánh mất. Động từ gồm có một cặp động từ, gồm có hai động từ. Терять là động từ thể chưa hoàn thành và потерять là động từ thể hoàn thành. Động từ này rất dễ sử dụng. Chúng ta cùng xem động từ chia rét chia như thế nào. Động từ chia rét là chia theo nhóm 1. Chúng ta chia Я теряю, ты теряешь, он теряет, мы теряем, вы теряете, они теряют. Đó là đánh mất. Đánh mất cái gì thì nó sẽ ở cách 4. Ручка là một cái bút. Đánh mất nó thì trở thành ручку. Я теряю ручку. Động từ потерять là động từ thể hoàn thành. Нó thêm một cái tiếp đầu ngữ по. Thì cách chia của nó cũng y như vậy. Chỉ có điều là ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy thêm tiếp đầu ngữ по. Я потеряю, ты потеряешь, vân vân. Và chúng ta đã hiểu rằng nếu như nó là động từ thể hoàn thành thì khi chia ra nó sẽ ở thì tương lai. Thế còn nếu như động từ thể chưa hoàn thành như hiện nay chúng ta đang nhìn thấy, khi chia ra nó sẽ là ở thì hiện tại. Chúng ta quay trở lại bài. Миша потерял ручку. Миша đã đánh mất chiếc bút. Он не может писать диктант. Chúng ta có từ mới. Диктант. 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 Đó là chính tả. Он не может писать диктант. Nó không thể viết chính tả được. Vậy chúng ta sẽ chỉ cần thêm поэтому là liên từ vào dấu chấm này. Chúng ta sẽ có hai câu. Ghép lại là một. Миша потерял ручку, поэтому он не может писать диктант. Миша đánh mất chiếc bút, cho nên là, поэтому là cho nên là, nó không thể viết chính tả được. Тiếp theo, chúng ta có hai câu đơn. Вчера был дождь. Ngày hôm qua trời mưa. Ребята не играли в футбол. Các bạn không chơi bóng đá. Chúng ta ghép từ поэтому vào vị trí dấu chấm này, chúng ta sẽ có một câu phức hợp. Вчера был дождь, поэтому ребята не играли в футбол. Ngày hôm qua trời mưa, cho nên là các bạn không chơi bóng đá. Chúng ta xem câu số 3. Саша не знает английский язык. Саша không biết tiếng Anh. Он не понял вопрос. Và nó không hiểu câu hỏi. Chúng ta sẽ dùng từ поэтому là liên từ поэтому. Bởi vậy, vào vị trí dấu chấm, chúng ta sẽ có câu phức hợp. Саша не знает английский язык, поэтому он не понял вопрос. Dịch câu sẽ là Саша không biết tiếng Anh, cho nên nó không hiểu câu hỏi. Chúng ta xem câu thứ tư. Вторая задача.
Bài tập số 2, очень трудная, rất là khó. Я не могу её решить. Tôi không thể giải nó được. Động từ решить là giải. Chúng ta sẽ cùng nhau ghép thành câu phức hợp nhờ có liên từ поэтому. Вторая задача очень трудная. Поэтому я не могу её решить. Bài tập số 2 rất là khó, cho nên tôi không thể giải nó được. Câu cuối cùng, Việt не умеет танцевать. Việt không biết nhảy. Он только сидит и смотрит. Nó chỉ ngồi và xem thôi. Chúng ta sẽ dùng liên từ để nối hai câu đơn làm một câu phức hợp. Việt не умеет танцевать. Поэтому он только сидит и смотрит. Trong này, các em chỉ cần lưu ý với động từ mới, đó là động từ черять và động từ почерять. Ngoài ra, các em còn có thêm từ mới диктант, chính tả. Các từ mới, các em nên viết ra thành một cái quyển vở riêng, các danh từ. Thế và động từ thì các em viết ra thành những tờ giấy bằng quân bài tu lơ khơ, tức là bằng lòng bàn tay. Các em viết dạng chia của nó, sau đó để thành một bộ. Lúc nào rỗi cùng với các bạn ngồi chơi thì cứ rút từng quân bài ra và đọc dạng chia của nó. Làm như thế liên tục hàng ngày thì các em sẽ thuộc cách chia của tất cả các động từ cũng như là ý nghĩa của nó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang một cái bảng tóm tắt như thế này. Chúng ta có từ потому что là chỉ nguyên nhân và поэтому là chỉ hậu quả. Có nghĩa là nếu như một câu phức hợp gồm có hai mệnh đề thì nếu chúng ta đảo lộn hai mệnh đề thì chúng ta sẽ sử dụng hoặc là liên từ này hoặc là liên từ này. Bây giờ thầy sẽ viết thử một câu cho các em xem nhé. Chúng ta có câu này là nguyên nhân và câu này là hậu quả. Vậy chúng ta sẽ cùng nhau viết câu sử dụng nguyên nhân. Câu đó sẽ như sau. Bây giờ chúng ta cần phải tự nghĩ ra một cái câu như vậy. Chúng ta sẽ nói là chúng ta sẽ viết một câu là Anna очень умная и красивая. Cô Anna rất là thông minh và xinh đẹp. Поэтому chúng ta sẽ viết câu hậu quả trước. Поэтому её очень любят. Поэтому её очень любят. Cho nên là người ta rất yêu cô ấy. Поэтому её очень любят. Đây là câu chỉ hậu quả, tức là câu chỉ kết quả. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ đảo lộn cái câu này lên trước. Đảo lộn câu này lên trước. Vậy thì chúng ta sẽ có một cái câu như sau. Anna очень любит. Anna thành Anna. Очень любит. Любит. Bởi vì потому что Anna очень умная и красивая. Đó. Với cái câu vui vui thế này thì các em sẽ dễ học. Anna очень умная и красивая, поэтому её очень любят. Anna rất thông minh và rất xinh đẹp, cho nên là người ta rất yêu cô ấy. Chúng ta sẽ có mẫu câu ngược lại, tức là về nghĩa thì vẫn như vậy, nhưng mà chúng ta sẽ sử dụng cái mệnh đề thứ hai chuyển lên thành mệnh đề thứ nhất. Anna очень любят, потому что она очень умная и красивая. Vậy thì đó là bài học ngày hôm nay của chúng ta. Trong bài học này chúng ta học cái cách sử dụng liên từ chỉ hậu quả hay là chỉ kết quả cũng được. Đó. Thế và chúng ta so sánh nó với cái liên từ потому что là liên từ chỉ nguyên nhân. Và chúng ta thấy rằng hai cái liên từ này chúng có thể sử dụng hoán đổi cho nhau. Chúng ta chỉ cần đảo cái mệnh đề của câu là chúng ta có thể thay vào bằng một cái liên từ khác. Như vậy các em thấy rằng học với thầy thì giải thích rất là rõ ràng và dễ hiểu, cho nên là các em học tiếng Nga rất là dễ. Đồng thời là các em sẽ cảm thấy hứng thú, cho nên các em cố gắng bấm đăng ký kênh nhé để có thể nhận được bài mới hàng ngày. Và hãy bấm like cho các video
Các em cứ một em xem thì hãy bấm một lần like giúp thầy. Bằng cái cách đó chúng ta sẽ đẩy kênh của chúng ta lên rất nhanh, và YouTube cũng sẽ nhận thấy rằng là các em thích những cái video như thế này, nó sẽ giới thiệu cho các em những video tương tự. Cảm ơn các em và hẹn gặp lại các em trong bài học tới. Спасибо, до свидания. Các em đang xem video trên kênh Tiếng Nga từ lớp 6 đến lớp 12 do Thầy Hoàng thực hiện giảng dạy hàng ngày. Các em hãy bấm đăng ký kênh để nhận bài thường xuyên, bấm like và viết comment bên dưới mỗi video để động viên tác giả của các video. Chúc các em học thật tốt bộ môn Tiếng Nga và hẹn gặp lại các em trong các video tới.